Nếu mà trường hợp chúng ta không nhà ổ cứng là khi mà cái màn hình các bạn nó mở lên á, nó chỉ có cái quả táo và nó chớp chớp, tất nhiên là cái quá trình đó là nó không tìm thấy được cái ổ cứng chúng ta. À, thì chúng ta khắc phục những cái phương pháp như thế này. À, đầu tiên là đo nguồn ha, đo nguồn chính của ổ cứng, đây là PP3 V3R2V7 nan VCC, rồi PP1.8 S VOSW SD và khuôn. À, thì đây là hai cái nguồn chính nè, là 2.7 và 1.8 đó các bạn. Đó thì ở đây là chính hai nguồn chính cấp về cho con chip ổ cứng chúng ta. Thì đây các bạn thấy ở đây nè, cái đường đi này các bạn thấy chưa? Ở đây ký hiệu là VCC. À, bên trong con IC thì VCC và VCCQ. À, chính là hai cái khối nguồn chính để cấp vào nuôi cho cái con chip này. Đó. Và sau đó các bạn đo nguồn nuôi chip của quản lý ổ cứng. Đo nguồn nuôi của chip quản lý ổ cứng đó là con U8/6. Các bạn đo lệnh đó là gì? PP0V9 SOSW SSD core và PP0V9 SOSW SSD fix, một PP1.8 S4SW SSD hot, PP1.2 S4SW SSD hot, PP1.2 SOSW SSD cold. Thì đây tất cả những cái tín hiệu. Tôi sẽ mở cái bộ bitmap và cái schema để cho chúng ta thấy rõ ràng hơn ha. Nếu mà cái trường hợp các bạn không cần mở cũng được, bởi vì ở đây tôi cũng có ký hiệu những cái hình chữ nhật, cái ô chữ nhật để ký hiệu những cái tín hiệu quan trọng, những cái lệnh mà chúng ta cần đo. Nhưng mà cũng mở cho các bạn thấy cho nó rõ ràng hơn ha. Rồi, đây các bạn thấy đây. Đây chính là cái bitmap ha, cái bitmap của